Mặc dù được đưa vào hoạt động chưa đến một tháng, nhưng cà phê Homie tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa đã thu hút khá nhiều lượng khách khác nhau ở các thời gian trong ngày. Bầu không khí trong lành, thoáng mát, hệ thống núi rừng hùng vĩ là ưu điểm khiến cho nhiều người thích thú, thoải mái mỗi khi đặt chân đến đây. Đầu tiên tôi tới nơi đây và tôi thấy cái khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều bạn sẽ tới nơi đây để thưởng thức cảnh đẹp giống như tôi ạ. Chúng tôi không nghĩ đấy sẽ chỉ đơn thuần là xây dựng một quán cà phê, mà là chúng tôi muốn xây dựng một cái địa điểm dừng chân cũng như một nơi để có thể mà quảng bá du lịch phát triển cho quê hương. Tại huyện Hướng Hóa hiện có rất nhiều địa điểm đẹp nhưng vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ. Tận dụng nguồn ưu thế đó, một số người dân đã mạnh dạn đầu tư để xây dựng nên nhiều địa điểm tham quan, thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, khó khăn ban đầu để đầu tư vào các địa điểm này là cần những nguồn vốn khá lớn. Điều này đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển du lịch vốn có rất nhiều tiềm năng ở địa phương này. Mình thấy ở đây rất là tiềm năng, nhưng mà cảnh nào cũng đẹp, nói chung tự nhiên thì nó có sẵn rồi, nhưng mà cái điều thiếu thốn ở đây là thiếu thốn cái vốn đầu tư. Vì mình đầu tư như thế nào cho mình thấy bỏ tiền cũng khá nhiều rồi, thì huống chi mình muốn mở rộng thế là phải có vốn đầu tư nhiều mình nó mới vượt được những cái phong cảnh tiềm năng ở đây. Với nhiều địa điểm tham quan du lịch ngày càng đặc sắc, mở rộng và được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến, hy vọng năm 2021, du lịch Hướng Hóa sẽ có những khởi sắc tốt đẹp, mở ra hướng đi mới trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương.